Đây là lần đầu tiên áo dài trên nền vải thổ cẩm xuất hiện tại Đại Ngàn Tây Nguyên. Dưới sự thể hiện của trên 100 diễn viên không chuyên người dân tộc thiểu số và 40 nghệ sĩ diễn viên người mẫu. Chương trình nhằm giới thiệu tới du khách những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mình thấy đây cũng là một cái cơ hội tốt để cho du lịch của con tâm mình ngày càng phát triển lên. Đặc biệt là huyện Con Plong nói riêng, Măng Đen, bởi vì đây là một cái vùng mà đang giống như kiểu là một cái vùng đang triển vọng phát triển rất là nhiều. Áo dài và thời trang thổ cẩm đã được các nhà thiết kế nổi tiếng biến hóa huyền ảo trong 200 mẫu thiết kế sinh động. Cùng với tà áo dài truyền thống của dân tộc, thổ cẩm Tây Nguyên của người Gia Rai, Ba Na, Sơ Đăng, Ê Đê, Mơ Nông với những họa tiết tinh xảo, hoa văn thổ cẩm vô cùng phong phú, thể hiện sự tài hoa, nghệ thuật nhưng không kém nét mộc mạc, đơn sơ, gần gũi với cuộc sống. Tôi muốn kết hợp những cái giá trị, những cái kiệt tác của thiên nhiên và những kiệt tác của con người. Trong đó những nghệ nhân đan, những nghệ nhân đẽo tượng chính là kiệt tác. Và tham vọng của tôi là mong muốn được có thêm, tức là với sự kết hợp này thì chúng ta tạo ra được những cái kiệt tác của nhân loại. Thì chương trình này đã sẽ góp phần quảng bá để mà giới thiệu cho các khách du khách và người dân, đặc biệt là các nhà đầu tư tìm hiểu đến để đầu tư trên địa bàn của Măng Đen và Con Bà Lông. Bằng các hoạt động này, các nhà tổ chức mong muốn sẽ khởi nguồn cho sự phát triển của thổ cẩm Tây Nguyên, giữ gìn, tôn vinh và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.